Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm thế nào để chúng ta xác minh danh tính Google AdSense thành công một lần duy nhất. Dựa trên chính kinh nghiệm của bản thân mình đã xác nhận thành công nên mình muốn chia sẻ cho các bạn bằng cách mà mình đã làm. Bởi vì mình biết là ban đầu ấy thì rất là nhiều bạn chúng ta cũng bỡ ngỡ, lo lắng, sợ làm không được rồi thế này thế kia ấy. Hãy theo dõi thật kỹ những chia sẻ của mình nhé. Khi kênh của các bạn chúng ta được đủ điều kiện bậc kiếm tiền, tức là có 1.000 lượt đăng ký theo dõi này và 4.000 giờ xem công khai trong vòng 1 năm trở lại ấy, thì chúng ta sẽ gửi để xem xét có được duyệt hay không. Khi mà các bạn được nhận được cái email là chúng ta đã thành công được duyệt ấy, thì sẽ chạy quảng cáo trên đấy. Khi mà chúng ta cái tài khoản chúng ta sẽ được trên 10 đô thì Google nó sẽ gửi cái yêu cầu là xác minh danh tính. Xác minh danh tính là với cái mục đích chính là điểm kiểm tra xem tên chủ của tài khoản Google AdSense đó có đúng với thực tế giấy tờ hay là không. Vì theo quy định của Google thì mỗi người chúng ta chỉ được sở hữu một tài khoản AdSense mà thôi. Khi bạn chúng ta thực hiện xong cái việc xác minh danh tính thì cái thông tin họ tên của trên tài khoản của bạn thì chúng ta không thể thay đổi nữa nhé. Các bạn chúng ta cũng cần phân biệt rằng việc xác minh danh tính nó sẽ khác với việc xác minh địa chỉ. Xác minh địa chỉ là chúng ta nhập mã PIN. Sau khi mà chúng ta thành công cái bước xác minh danh tính thì chúng ta mới đến cái bước xác minh địa chỉ, tức là nhập mã PIN, thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn ở video khác nhé. Khi mà các chúng ta hoàn xong cái thủ tục nhận mã PIN này nữa thì chúng ta mới có thể nhận tiền từ Google được. Và các bạn chúng ta cũng không phải băn khoăn cái việc tên trong tài khoản và tên người nhận thanh toán trên AdSense nhé. Có thể là hai tên khác nhau được, nhưng mà tốt nhất là chúng ta hãy trùng nhau. Tên trên tài khoản là của bạn này và bạn cũng là người nhận thanh toán thì nó sẽ tốt hơn. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu kỹ hai cái lưu ý, cái bước quan trọng để chúng ta xác minh thành công một lần là được luôn nhé. Đầu tiên là chúng ta chú ý về cái vấn đề ảnh. Ảnh là cái theo mình cũng khá là quan trọng nhất ấy. Google nó sẽ gợi ý chúng ta là có thể dùng thẻ căn cước này, hay chứng minh nhân dân này, bằng lái xe, giấy phép lái xe ấy, hoặc là hộ chiếu. Nhưng mà theo mình, giấy phép lái xe, bằng lái xe đó là tiện lợi nhất, dễ được chấp nhận và cũng nhanh nhất nữa. Chắc hẳn chúng ta ai cũng có bằng lái xe phải không? Nhưng bằng lái xe đây phải giống như mình đây, phải loại thẻ nhựa cứng như này nhá, thì nó mới dễ dàng hơn. Chúng ta không nên dùng loại chứng minh thư nhân dân và cái đời cũ mà chúng ta ép plastic như này. Ngày nay thì là cái thẻ căn cước công dân thì nó là hình thức mới của chứng minh nhân dân, là cái loại ép plastic này thì nó cũng là thẻ nhựa thì các bạn cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên là chúng ta nên ưu tiên là cái giấy phép lái xe đầu tiên nhé. Khi với cái giấy phép lái xe này, bằng lái xe này thì các bạn chỉ cần chụp mặt trước thôi. Còn các loại kia thì chúng ta phải chụp hai mặt nữa. Bởi vì cái phần dấu đỏ này nó ở phần sau nên chúng ta phải chụp hai mặt này, thì nó cũng chụp hai mặt thì phải ghép lại vào một file thì nó có vẻ rắc rối hơn. Nên còn cái này thì chúng ta chỉ cần chụp mặt trước thôi thì nó tiện lợi, dễ dàng hơn. Quan trọng là chúng ta chụp ảnh ấy, chụp phải thật là rõ nét nhá, rõ ràng này, không lóa, không bóng sáng, hay là không được cái mất cái dấu đỏ chuyện ở đây đi. Các bạn có thể để cái này lên một cái tấm lót tối màu đi để chúng ta chụp, rồi làm sao rõ được bốn cái góc này nhá, cái mức độ rõ vừa phải, không quá gần cũng không quá xa. Chất lượng ảnh thì chúng ta nên để cái chất lượng tốt nhất nhá, gửi qua Gmail hoặc là Google Drive để chúng ta lấy ảnh gốc, không nên gửi qua Mail hay là Facebook, nó sẽ giảm chất lượng đi. Sau đó, sau khi các bạn chụp được cái ảnh tốt nhất là bằng lái xe này nhá, giống mình dùng giấy phép lái xe này, thì sau đó chúng ta hãy đổi file cái tên ảnh đấy ra, đổi file thành tên tiếng Anh thì nó sẽ dễ dàng được kiểm duyệt hơn. Ví dụ như là với giấy phép lái xe thì trong tiếng Anh sẽ là driver's license, thì cái này thì các bạn có thể lên Google tra là chúng ta sẽ có tên tiếng Anh của này ngay, hoặc là thẻ căn cước thì sẽ là National Identity Card, và chứng minh nhân dân thì là ID Photo đó. Sau vấn đề về ảnh và chụp ảnh ấy, thì việc lưu tâm thứ hai đó chính là chúng ta cần phải ghi thông tin vào trong cái tài khoản AdSense đó. Với cái thông tin thanh toán nó trùng khớp với tên, họ tên, địa chỉ trên cái giấy tờ mà bạn định up lên, và đó chính là giấy phép lái xe này, chúng ta nhớ là phải ghi lại
giống hệt với thông tin có trên giấy tờ của bạn nhé, bằng lái xe này. Chỗ nào mà nó viết hoa thì chúng ta viết hoa, viết thường thì chúng ta viết thường, cũng như là viết tắt này, hay là dấu chấm, dấu phẩy thì chúng ta cũng viết dấu ở trong này nhé. Đương nhiên là chúng ta sẽ viết tiếng Việt có dấu rồi. Ở bên dưới thì các bạn có thể vào cái phần cài đặt ngôn ngữ là bằng tiếng Việt nhé. Cụ thể thì nó sẽ có những phần như sau. Thứ nhất là với tên. Với tên thì các bạn chúng ta viết in hoa có dấu như ở cái trong giấy tờ của bạn là giấy phép lái xe này. In hoa có dấu. Xong đó ở bên dưới là cái dòng địa chỉ thứ 1 và dòng địa chỉ thứ 2. Chúng ta cũng viết tương tự giống như ở trong cái giấy phép lái xe nhé. Dòng 1 này thì cũng viết giống như ở trong khi chúng ta đánh vào thì cũng là dòng 1. Dòng 2 thì cũng giống tương tự này. Dòng 1 thì thường là chỉ về nếu các bạn ở thôn xã thì nó là thôn xã này. Còn nếu chúng ta ở thành phố thì có thể là cái địa chỉ số nhà hoặc là số đường. Cái dòng địa chỉ thứ 2 là về xã, huyện, tỉnh nhé. Tức là nếu các bạn ở thành phố thì đó là phường và thành phố đó. Sau đó chúng ta cần chọn đúng tên thành phố này và tên tỉnh nữa. Và quan trọng nữa là cái mã bưu điện. Mã bưu điện hay còn gọi là mã bưu chính này, mã zip code, nó rất là quan trọng. Chúng ta cần phải tìm kiếm và điền vào sao cho chính xác nhất để chúng ta còn nhận mã bưu về sau nữa. Chúng ta cần lấy mã chính xác nhất tại cái khu vực mà gần bạn nhất nhé. Gần bạn nhất trên cái giấy tờ này. Mình ở xã thì hãy tra ở phần xã, hoặc là phường thì chúng ta tra ở phường. Thì các bạn có thể vào mã bưu chính.vn để chúng ta tra cứu này, hoặc là vào vnpost.vn để chúng ta tra cứu. Mình sẽ để hai cái link của cái này ở phần mô tả, các bạn có thể vào xem nhé. Cái này thì nó sẽ là 5 số hoặc là 6 số, 5 số hay 6 số thì đều được nhé. Còn sao các bạn phải ghi nó, cái địa chỉ là giống ở trên này. Ở cái mã thì chúng ta ghi đúng, vậy là xong. Chúng ta đảm bảo các yếu tố là tốt về cái vấn đề ảnh chụp này, ghi thông tin phải trùng khớp trên giấy tờ chúng ta định upload lên. Nếu các bạn không có giấy phép lái xe thì chúng ta có thể dùng chứng minh thư, thẻ căn cước, nhưng mà chúng ta nên đi ra quán photo để nhờ người ta scan và ghép cho thì tiện hơn. Xong là chúng ta sẽ ấn nút để gửi cho họ. Là đúng như thế này cộng thêm một chút may mắn nữa là chúng ta sẽ thành công thôi. Kết quả sẽ báo về với bạn chỉ là sau đó một vài tiếng thôi nhá. Như mình ạ, sau 2-3 tiếng là mình đã thấy nó báo email về thành công rồi. Nếu mà chẳng may nữa các bạn chúng ta xác minh lần một trượt ấy không được ấy, thì chúng ta hãy bình tĩnh kiểm tra lại là thông tin, xem lại phản hồi của Google là tại sao chúng ta không được, để chúng ta điều chỉnh lại sao cho hợp lý nhá. Chúng ta cần chụp ảnh mới lại này, thông tin thì rà soát lại. Sau đó là chúng ta không phải là up ngay đâu, mà chúng ta phải đợi khoảng 3 ngày sau thì chúng ta gửi sang mình tiếp nhé. Các bạn hãy là cẩn trọng, vì nếu chúng ta gửi 3 lần mà nó không được ý, thì sẽ mất nút xác minh, thì lúc này sẽ là khó khăn hơn. Vậy thôi, chúc các bạn thành công như mình nhé.